Với nhu cầu muốn sở hữu một mẫu SUV hạng sang cỡ lớn của Đức với chi phí khoảng 3 tỷ, Mercedes-Benz GLS 400 4Matic đời 2017 là một gợi ý. Theo thông tin chào bán trên sàn xe cũ, chiếc GLS 400 4Matic đời 2017 này đã lăn bánh khoảng 60.000 km, với nội ngoại thất đã được chủ xe nâng cấp nhiều đồ chơi. Mặc dù đã sử dụng gần 5 năm, nhưng GLS 400 4Matic đời 2017 không phải là mẫu xe đời quá sâu. So với lựa chọn mức giá xe Mercedes GLS 454 Matic 2021 sau lăn bánh khoảng 5 tỷ rưỡi, thì việc tậu một chiếc GLS 404 Matic đời 2017 sẽ giúp người mua tiết kiệm khoảng 2 tỷ rưỡi, số tiền đủ để lăn bánh một chiếc E 180 mới. Mặc dù đã gần 5 năm tuổi, nhưng chiếc SUV hạng sang Mercedes Benz GLS 404 Matic đời 2017 vẫn duy trì phong độ, không hề lỗi thời. Phần đầu xe thiết kế mạnh mẽ với lưới tản nhiệt hai nan mạ chrome sắc nét, cụm đèn phía trước sử dụng công nghệ LED thông minh, thiết kế góc cạnh. Từ phía sau mang thiết kế vuông vức, khỏe khoắn. Đáng chú ý, nội thất xe được trang bị thêm body thể thao ngoại thất phong cách GLS 63 hấp dẫn. Nội thất xe được ốp gỗ Open Voss màu nâu kết hợp với da cao cấp. Xe có hệ thống đèn viền nội thất có thể điều chỉnh 3 màu sắc và độ sáng. Trang bị màn hình màu TFT 8 inch giải trí với 14 loa Harman các đông logic 7 công suất 830W. Để tăng trải nghiệm cầm lái, chủ xe đã nâng cấp thêm vô lăng thể thao AMG. Xe đi kèm với nhiều tiện nghi như cửa sổ trời cho hàng ghế trước, định vị GPS dẫn đường có bảng đồ Việt Nam, camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ đỗ xe và hơn nữa. Xe sử dụng động cơ xăng V6 dung tích 3 lít tăng áp, cho công suất cực đại 333 mã lực và mô men xoắn cực đại 480 Nm. Nhìn chung, Mercedes GLS 4004 Matic 2017 là một lựa chọn chơi SUV cỡ lớn của Đức với chi phí vừa phải, với chi phí khoảng 3 tỷ. Tuy nhiên, người mua nên cân nhắc đến chi phí sửa chữa và bảo dưỡng, vì chắc chắn nó sẽ không hề dễ chịu. Động cơ xăng V6 mạnh mẽ, khả năng vận hành thú vị, độ an toàn cao, nội thất rộng rãi, và thiết kế đẳng cấp Mercedes GLS 4004 Matic 2017 chính là mẫu SUV lý tưởng để phục vụ cho gia đình. Nếu có dự định mua SUV cỡ lớn đời cũ, các bác có sẵn sàng xuống tiền với mẫu xe Mercedes GLS 400 4MATIC 2017 này không? Xe 360.